Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Dự án quay núi đá Vịnh Hạ Long bị chính phủ yêu cầu kiểm tra. Ngày 9 tháng 11, AFA tiếng Việt loan tin, chính phủ yêu cầu kiểm tra dự án khu đô thị ở Vịnh Hạ Long. Theo đó, chính phủ Việt Nam vừa chỉ đạo một cuộc kiểm tra đối với dự án khu đô thị quay núi đá Vịnh Hạ Long để làm hòn non bộ, gây tranh cãi trong những ngày vừa qua đồng thời yêu cầu báo cáo kết quả trước ngày 25 tháng 11. Truyền thông nhà nước Loan tin này ngày 9 tháng 11. AFA cho biết, công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh kiểm tra phản ánh của báo chí các ngày qua về dự án này. Dự án khu đô thị 10B ở phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, nằm trong vùng đệm di sản thiên nhiên thế giới của Việt Nam là Vịnh Hạ Long, với diện tích khoảng 31,8 hecta, trong đó có 3,88 hecta thuộc vùng đệm Vịnh Hạ Long. Dự án bao gồm nhà ở dạng chung cư, biệt thự và khách sạn 7 tầng. Và đây là hình bản tin trên AFA. Theo AFA, báo chí và dư luận xã hội những ngày qua, bày tỏ sự lo lắng về việc di sản thiên nhiên này đang bị xẻ thịt bởi dự án lấp biển xây đô thị. Không những vậy, hoạt động xây dựng còn gây ô nhiễm môi trường Vịnh Hạ Long. Trước phản ánh của báo chí vào dư luận, chính quyền tỉnh Quảng Ninh ngày 7 tháng 11 quyết định phạt chủ đầu tư dự án là công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital số tiền là 125 triệu đồng vì những sai phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. AFA cho hay. AFA dẫn khẳng định của tỉnh Quảng Ninh ngày 7 tháng 11 cho rằng, việc rà soát của các cơ quan chức năng tỉnh này cho thấy dự án đã tuân thủ đầy đủ quy trình, trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Dự án được thực hiện bằng hình thức đấu giá quyền sở hữu đất. Hiện trạng khu vực thực hiện dự án là bãi sinh lầy nằm toàn bộ trong đường Triều Kiệt đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. Phần diện tích của dự án được xác định nằm trong vùng đệm của di sản, chiếm một phần mười tổng diện tích của toàn dự án, đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thỏa thuận. Dự án cũng đã thực hiện đầy đủ đánh giá tác động môi trường theo đúng quy định về luật bảo vệ môi trường. Và đây là hình báo kinh tế môi trường đưa tin về dự án. Tuy nhiên, báo kinh tế môi trường phản ánh trước khi bị dừng thi công, hàng loạt xe hổ vồ nối đuôi nhau chở đất đá để sang lắp cho dự án khu đô thị 10B. Những xe này có dấu hiệu quá tải, không có bạc che phủ, khiến bụi đất vuông vãi khắp mặt đường. Điều đặc biệt, dự án này lấn ra Vịnh Hạ Long cả cây số, tính từ đường bao biển Hạ Long, Cẩm Phả, nhiều núi đá của Vịnh Hạ Long bị doanh nghiệp đổ đất quay kính thành hòn non bộ giữa dự án thêm nữa, việc đổ đất trực tiếp xuống vùng đất vịnh Hạ Long mà không có các giải pháp bảo vệ môi trường gây ô nhiễm nước, ảnh hưởng đến hệ sinh thái ở khu di sản thiên nhiên, di tích quốc gia đặc biệt Vịnh Hạ Long. Mặt khác, có một luồng dư luận cho rằng, việc báo chí đồng loạt tấn công dự án này thực chất là đấu đá nội bộ nhằm mục đích quy trách nhiệm cho người đứng phía sau việc cấp phép dự án để loại bỏ ai đó khỏi cuộc đua quyền lực trong đại hội thứ 14 của đảng sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Được biết, dự án trên nằm ở vị trí đắc địa, phía đông giáp biển, phía tây giáp núi đá vôi, đầm cây giang, phía bắc giáp núi đá vôi, phía nam giáp suối Lộ Phong và vịnh bãi Tự Lòng. Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án có giá khởi điểm là hơn 1.145 tỷ đồng. Công ty Đỗ Gia đã bỏ ra 1.192 tỷ đồng và loại được 8 nhà đầu tư khác để giành 31,8 hecta đất tại khu 10B, phường Quang Hành, thành phố Cẩm Phả. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Dự án quay núi đá Vịnh Hạ Long bị chính phủ yêu cầu kiểm tra. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ý tưởng phiên tòa nhân dân của luật sư Võ An Đôn có khả thi Ngày 9 tháng 11, AFA Tiếng Việt cho hay, luật sư Võ An Đôn, kêu gọi thành lập phiên tòa nhân dân để xét xử quan chức Cộng sản. Theo đó, luật sư Võ An Đôn, người cùng gia đình rời Việt Nam sang tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ vào cuối tháng trước, cho rằng một phiên tòa có bồi thẩm đoàn là người dân trong và ngoài nước, có tác dụng răng đe các quan chức Cộng sản vi phạm nhân quyền. AFA cho biết, ông Võ An Đôn, 46 tuổi, được nhiều người biết đến sau khi tham gia bảo vệ quyền và lợi ích của bị hại trong vụ án 5 công an dùng nhục hình khiến nạn nhân Ngô Thanh Kiều tử vong ở Phú Yên. Và đây là hình bài trên AFA. Ông bị rút thẻ hành nghề luật sư sau khi thường xuyên trả lời phỏng vấn các báo đài tiếng Việt về các vấn đề của đất nước, bảo vệ cho nhiều thân chủ là người hoạt động nhân quyền và có các phát ngôn về nghề luật sư ở trong nước. Theo AFA, ngày 3 tháng 11, ông viết trên trang Facebook cá nhân kêu gọi các luật sư đang tị nạn tại Mỹ thành lập đoàn luật sư Việt Nam hải ngoại và phiên tòa nhân dân nhằm trợ giúp người dân trong nước và răng đe quan chức nhúng chạm. Ý tưởng này được nhiều người đón nhận và chia sẻ, bên cạnh ý kiến cho rằng điều này là ngây ngô. AFA dẫn lời ông Đôn cho rằng, nhu cầu trợ giúp pháp lý trong nước rất là lớn, bởi vì người dân rất cần luật sư trợ giúp. Đặc biệt trong những vụ án bị cưỡng chế đất đai, tranh chấp đất đai, các quan chức nhà nước thu hồi đất đai, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo rất là nhiều. Các thành viên của đoàn luật sư Việt Nam hải ngoại có thể bình luận hoặc có bài viết phân tích để người dân xem về những vụ án hoặc những hành vi mà dư luận trong nước quan tâm. Ngoài ra, phiên tòa nhân dân cũng sẽ có thể được thành lập dùng để xét xử các quan chức công bằng và nghiêm khắc hơn. Theo ông Đôn, bản án này mà khi tuyên án một ai đó vi phạm pháp luật hình sự Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng dù người đó có chức quyền lớn bao nhiêu cũng phải khiếp sợ về ý chí của người dân trong bản án này, ông Đôn nói. Và đây là hình luật sư Võ An Đôn. Bình luận về ý tưởng của luật sư Võ An Đôn, AFA dẫn lời luật sư Đặng Đình Mạnh cho biết. Khi nghe luật sư Đôn chia sẻ ý tưởng này, tôi đã hết sức tán thưởng và đồng tình ngay trong hoàn cảnh chưa thể chính thức thiết lập tòa án để xét xử tội ác chế độ Cộng sản thì những phiên tòa nhân dân xét xử theo đúng các tiêu chuẩn luật pháp văn minh sẽ đều mang ý nghĩa tích cực. Một mặt giúp công chúng có cái nhìn về tòa ác của chế độ Cộng sản dưới góc độ pháp lý, chứ không phải chỉ là sự phê phán chung chung, đầy chất cảm tính. Mặt khác, không chỉ tích cực đối với công chúng, mà ngay cả những bị cáo, những tên tội phạm trong nước bị đưa ra xét xử trong phiên tòa nhân dân, cũng sẽ phải biết đối diện với những tội trạng như thế nào và hình phạt đối với chúng ra sao để mà chuẩn bị hung hăng hơn hoặc chùm tay trước tội ác. Tôi đã đề nghị luật sư Võ An Đôn với tư cách tác giả nên phát thảo ý tưởng thành phương án để có cơ sở đưa góp ý chung với các đồng nghiệp, kể cả tham khảo ý kiến các vị đã hoặc đang từng làm việc trong ngành tư pháp Việt Nam trước đây hoặc tại hải ngoại. Đến khi có phương án khả thi thì công bố chính thức ra công chúng. Trái ngược với quan điểm của luật sư Đặng Đình Mạnh, AFA dẫn lời luật sư Ngô Anh Tuấn, người từng tham gia bào chữa cho nhiều nhà hoạt động và đang sinh sống ở Hà Nội cho rằng Ý tưởng của luật sư Võ An Đôn hay, nhưng thực chất rất ngây thơ về mặt pháp lý, cả về pháp luật Việt Nam cũng như luật pháp quốc tế và khả năng thực hiện được là khó vì nó không nhận được sự đồng thuận của những người am hiểu về pháp luật. Từ Canada, luật sư Vũ Đức Khanh cho rằng đề nghị của ông Đôn khá thú vị nhưng còn quá sớm để nhận định về tính khả thi. AFA cho hay. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Ý tưởng phiên tòa nhân dân của luật sư Võ An Đôn có khả thi không? xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới